Dạ em chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay nha Dạ à, hiện tại thì em đang có mặt ở ngay đồng lớn Củ Chi nha Sáng ngày hôm nay thì em xuống đây thì em bán cho anh chủ nhà lại là một cặp trâu đực rất là to nha chị Đó Hai con trâu này thì em kiểm tra và em thấy là chăn cẳng nào rất là to nha chị và rất là béo trâu ha Anh chủ nhà này chăm sóc câu rất là kỹ nha chị Đó hai con trâu rất là đẹp ha Chăn cẳng thì hai con trâu này thì rất là to nè chân móng thì hoàn thiện nha anh chị móng á, là móng sò cho anh chị luôn còn xé tích á, thì xé tích nghiêm chỉnh nha anh chị và không có xé hông ha trâu đẹp nha anh chị đó hai con trâu này á, thì hồi nãy em có lấy thước em đo em đo ngay lưng của nó là hai con trâu này nó đều cao tầm khoảng là một mét hai trâu cho anh chị ha một mét hai trâu nha anh chị rất là to rồi ha đó anh chị quan sát con trâu nè đầu tiên anh chị xương sóc nè xương sóc lớn nha anh chị với lại trâu đực thì nó sẽ lớn rất là nhanh hơn trâu cái nha anh chị Sau này nó lớn ra thì nó rất là tàn sát nha anh chị Mà một cặp trâu cổ bây giờ thì anh chị bán ra thì phải trên là 100 triệu nha anh chị Và hai con trâu đực này nó phải to rồi nha anh chị Nó đã to rồi cho anh chị ha Nên là anh chị mua về anh chị nuôi trâu của béo thì sẽ ngắn hạn cho anh chị ha Và ngày hôm nay thì em có đến ngay nhà của anh đỡ ngay đồng lớn củ chi á Và em bán cho anh chủ nhà này là một cặp trâu đực với mức giá là 47 triệu nha anh chị 47 triệu ha là anh chị có sở hữu ngay là hai con trâu này và mình đem về mình nuôi trâu vỗ béo nha anh chị rất là tốt trâu ha trâu á, thì nó rất là dễ nuôi nha anh chị nó ăn uống nó cũng khỏe nè đó và thứ hai nữa là chúng ta không cần phải mà tốn kém chi phí thức ăn để mua cám cho ăn nha anh chị đó là việc có lợi nuôi trâu ha còn đây chính là con trâu đực thứ hai nha anh chị đó con trâu này á thì chân móng này rất là to nè móng cũng là móng sò cho anh chị ha rất là đẹp trâu nha anh chị con trâu này á, thì em kiểm tra nè tất cả là nó nghiêm chỉnh nha anh chị xác tích là nhiễm cũng nghiêm chỉnh hết cho anh chị luôn và không có xé hao nha rồi nếu như mà anh chị quan tâm về cặp trâu đực này và mình muốn sở hữu ngay hai con trâu này mình đem về mình nuôi trâu của béo á thì anh chị hãy nhắc máy lên gọi ngay sớm gọi cho mình cho em nha để chúng ta lại xuống ngay là hai con trâu này nha anh chị và em xin báo giá lại cho anh chị nha là cái cặp trâu đực này anh chủ nhà bán mức giá là 47 triệu nha anh chị 47 triệu đồng nha và anh chủ nhà nói em á nếu như mà anh chị nào quan tâm và mình có thiện chí muốn mua á thì anh sẽ bớt tiền xe cho anh chị nha và bao xe cho anh chị là trong phạm vi là 50 cây số nha anh chị đó và trước khi mà anh chị mua trâu Chị chị là cọc trước em là 1 triệu 2 triệu Để chúng ta là giữ trâu nha Thì bên em sẽ có người giao trâu Đến tận nhà cho anh chị luôn Đến tận chuồng cho anh chị luôn Là trong thời gian sớm nhất nha anh chị Và em xin cập nhật lại địa chỉ của anh ta Là ở ngay đồng lớn Củ Chi nha anh chị Đó anh chị nào quan tâm Thì cứ gọi ngay nhắc máy gọi ngay cho em Thì em sẽ giao đến tận nhà cho anh chị ha Và cũng có nhiều anh chị hỏi em Là trong thời gian dịch này Thì em có giao trâu bò được không Thì em có giao cho anh chị ha bò trâu bò mà em đăng lên kênh của em á, là em về đều giao được cho anh chị ở xa nha nên là anh chị có mua thì cứ mạnh dạn nhắc máy lên cộ ngay cho em nha anh chị để chúng ta là sủ ngay luôn ha đó thì thôi video này thì cũng xin phép là tạm dừng cái clip này tại đây và một lần nữa nếu mà anh chị quý khen và cảm thấy thích kênh của em á, thì anh chị hãy nhắn cho em một like và một lượt đăng ký nha anh chị còn bây giờ thì em xin phép là chào tạm biệt mọi người và hẹn buổi tập tiếp theo nha